Dạ vâng, xin chào toàn thể các bác và anh em đam mê chơi BCB trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Thì trong video ngắn của ngày hôm nay thì số em sẽ lên và giới thiệu đến cho các bác và anh em một số cái mẫu laser hỗ trợ các bắn ban ngày và bắn ban đêm. Thì cây củi của các bác mà chưa có laser này, các bác đang muốn tham khảo mua cho mình một trong chiếc laser hỗ trợ các bắn ban ngày và bắn ban đêm, thì các bác và anh em hãy cố gắng theo dõi hết video clip của em ngày hôm nay nhé. Thì cũng không phải để các bác và anh em chờ đợi lâu, sau đây em sẽ đi vào giới thiệu cụ thể chi tiết từng mẫu laser một. Em sẽ giới thiệu mẫu laser nào thì em sẽ báo giá công khai luôn để các bác và anh em cân đối tài chính nhé. Đầu tiên thì em sẽ giới thiệu đến cho các bác và anh em cái mẫu laser đầu đạn trước các bác nhé. Mẫu laser đầu đạn này có chỉnh lên chỉnh xuống này, sang trái sang phải các bác nhé. Mẫu laser đầu đạn này có kẹp dây là dây 11 và dây 20. Các bác mà không dùng kẹp dây thì mẫu laser đầu đạn này cũng có kẹp nòng các bác nhé. Kẹp nòng từ phi 12 đến phi 16 các bác đều có thể kẹp vừa các bác nhé. Và cái mẫu laser đầu đạn này hết pin, các bác có xài điện lưới 220V các nhé. Mẫu laser đầu đạn này thì tia đỏ chuyên để hỗ trợ các bắn ban đêm. Một chiếc laser đầu đạn tia đỏ thì bên xe em đang bán giá là 260.000 có nhá. Laser đầu đạn màu đỏ giá là 260.000 đồng, bao ship rồi có nhá. Hoặc các bác nào mà muốn đi cả ngày cả đêm thì các bác nên tham khảo mua cho mình một chiếc laser đầu đạn màu xanh này có nhá. Mẫu laser đầu đạn màu xanh này thì phụ kiện kèm theo đầy đủ các nhá. Mẫu laser đầu đạn màu xanh này cũng có chỉnh lên chỉnh xuống này, sang trái sang phải có nhá. Mẫu laser đầu đạn màu xanh có nhìn ạ, tia cực kỳ là sáng luôn có nhá. Ban ngày thì bao cho các bên cự ly được tầm độ 4 đến 50 mét, còn ban đêm các bác ben cự ly rất chìa xa các bác nhé. Các bác ben cự ly được tầm độ 7 đến 80 mét, các bác ben có mồi cực kỳ là chuẩn các bác nhé. Mẫu laser đầu đạn màu xanh các bác nhìn ạ, tia cũng rất chìa mảnh các bác nhé và sáng cực kỳ xa luôn. Thì một chiếc laser đầu đạn màu xanh này thì bên số em đang bán giá là 300.000 các bác nhé. Laser đầu đạn màu xanh giá là 300.000 đồng, laser đầu đạn màu đỏ giá là 260.000 đồng, bao ship rồi các bác nhé. Hoặc các bác nào muốn cao cấp hơn, muốn xịn sò hơn, muốn chống nhảy tâm cốt tốt hơn và muốn chống nước tốt thì các bác nên tham khảo mua cho mình một chiếc laser scope này có nhá. Một laser ống to scope này có kẹp dây là dây 11 các bác nhá. Kẹp dây là dây 11 và kẹp nòng phi 25 các nhá. Các bác kẹp cho những cây FX thì rất là đẹp các nhá. Một laser ống to này thì cũng có chỉnh lên chỉnh xuống đây các nhá. Các bác xoáy nút ra, các bác cho lục giác vào, các bác chỉnh lên chỉnh xuống ok rồi thì các bác xoáy nút này vào các bác nhá. Và tương tự chỉnh sang trái sang phải cũng như thế các bác nhá. Các bác chỉnh sang trái sang phải, các bác xoáy nút ra, các bác cho lục giác vào. Các bác chỉnh sang trái sang phải ok rồi, các bác xoáy nuôi vào để tránh mưa, tránh bụi, tránh bẩn các bác nhé. Một chiếc laser ống to scope này thì ưu điểm chống nước cực kỳ là tốt, ưu điểm thứ hai chống nhảy tâm rất là tốt các bác nhé. Một laser ống to các bác nhìn ạ, tia đỏ thì rất là mảnh các bác nhé. Một chiếc laser ống to tia đỏ thì bên số em đang bán giá là 300.000 các bác nhé. Một laser scope ống to tia đỏ giá là 300.000 đồng, bao ship rồi các bác nhé. Hoặc các bác nào muốn cao cấp hơn, muốn xịn sò hơn, muốn bắn cả ngày cả đêm thì các bác nên tham khảo mua cho mình một chiếc laser scope màu xanh nữa nhé. Màu laser scope màu xanh này thì ban ngày thì các bác cũng có thể ben cự ly được tầm độ 6 đến 70 mét, còn ban đêm thì các bác ben cự ly rất chi là xa các bác nhé. Thì một chiếc laser scope màu xanh này thì bên số em đang bán giá là 330.000 thôi nhé. Màu laser scope màu xanh giá là 330.000 đồng, bao ship rồi các bác nhé. Đó là hai cái mẫu laser bên em đang bán rất chi là chạy và đang được các bác anh em tin tưởng sử dụng cực kỳ là nhiều, là cái mẫu laser đầu đạn và cái mẫu laser scope, mẫu laser ống to em muốn giới thiệu đến cho các bác và anh em ạ. Thì các bác và anh em mà đang quan tâm mẫu laser nào thì các bác và anh em nhanh tay liên hệ trực tiếp số điện thoại bên em các nhá. Thì một video em làm rất chi ngắn thôi, thì cuối video thì các bác và anh em được cho em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo của em ạ.